Hôm nay lại là chuyên mục đồ ăn giá rẻ ở quận 8. Mấy bạn cùng tôi coi thử một tô bánh canh cua mà chị bán có 25.000 ở quận 8 của tôi thì bên trong tấm vinh sẽ hoành tráng như thế nào ha. Lần đầu ăn thử. Lấy em một bánh canh cua chị. Bao nhiêu chị? Và bây giờ xin giới thiệu mọi người về bánh canh cua 25.000 của tôi ngày hôm nay. Thì đầu tiên với trong bịch này mấy bạn thấy mình sẽ có được chanh nớt ở đây nè, bỏ qua một bên. Còn cái hũ này thì bên trong mình sẽ có bánh canh mọi người. Bánh canh mấy bạn thấy cũng được khá là nhiều luôn nha. Sau bánh canh thì trong cái bịch mấy bạn sẽ thấy mình sẽ có quẩy mọi người. Quẩy thì mình sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng gì đó với hai cái bánh nổi, vậy là xong. Còn lại tất cả tinh túy của nó thì nó sẽ nằm trong cái bịch nước lèo. Nếu mấy bạn dễ hình dung thì tôi sẽ gấp đồ ăn ra cho mọi người coi. Thì có được một con tôm nè mọi người, 1-2 miếng chả cá, 3 miếng thịt dưới đây, và sau đó là 2 miếng chả cua như thế này. Cũng còn lại trong tô này mình sẽ có được 1-2 với lại 3 cục huyết. Ở mấy bạn thấy không, mình tính canh 25.000 ở chỗ quận 8 của tôi phải nói là siêu rẻ, siêu nhiều topping luôn. Bây giờ thì tôi sẽ cho mấy cái quẩy với cái bánh nổi vô rồi mình ăn luôn ha. Đây mọi người, khi mình bỏ xong nó rung lên như thế này luôn. Cái nước sệt sệt, béo béo, cái vị nêm nếm cũng vừa nữa, ngon quá mọi người. Sau khi mà tôi đã ăn hết gần như là tất cả các loại topping đó mọi người, thì tô này không chỉ nhiều mà nó còn ngon đó mọi người. Thịt á thì mình ăn vô mình cảm thấy nó không quá dai nhưng mà nó vẫn mềm, vẫn ngọt nha. Còn hai thằng chả cá với là chả cua mọi người. Chả cua thì không có nghe mùi cua nhưng mà chả cá thì ăn như mấy bạn cảm giác nó ngọt ngọt, nó rất là thơm mùi cá luôn. Trời, nó thật siêu to nha. Bây giờ để tôi ăn thử con tôm. Rồi, vậy là xong được cái tô bánh canh cua 25.000 siêu rẻ quận 8 của tôi ngày hôm nay mọi người. Không biết là chỗ các bạn có bán bánh canh cua rẻ vậy không? Nhớ nói cho tôi biết với nha. Hẹn gặp các bạn cái video tiếp theo. Bye bye.